Tài xế quá chén bỏ chạy sau khi uổng hai người đi đường. Chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc một xe ô tô đâm vào xe máy và xe đạp đi cùng chiều rồi bỏ chạy, công an thành phố Tam Kỳ đã nhanh chóng xác minh. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ngay trong đêm, bất chấp thời tiết bất lợi, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã truy tìm và đưa được đối tượng điều khiển ô tô cùng tang vật về trụ sở làm việc. Sáng ngày 15 tháng 10, Trung tá Trương Hoàng Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tam Kỳ cho hay đã lập biên bản tạm giữ phương tiện là xe ô tô biển kiểm soát 92A-29985 có liên quan đến vụ tai nạn tại khu vực ngã tư đường Trần Phú, Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ. Đối tượng điều khiển ô tô bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn được xác định là TDN, sinh năm 1991, trú tại xã Tam Lãnh, Phú Ninh. Sau khi gây tai nạn, tài xế này đã lái xe bỏ chạy về Tam Lãnh. Ngay sau khi xác minh được phương tiện, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tam Kỳ đã đến ngay xã Tam Lãnh để mời tài xế và đưa phương tiện về trụ sở. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 15 tháng 10, tại trụ sở công an thành phố Tam Kỳ, chúng tôi đã lập biên bản làm việc với tài xế này. Qua kiểm tra, bước đầu xác định thời điểm làm việc tài xế này có nồng độ cồn, hiện phương tiện đã bị tạm giữ. Riêng hai nạn nhân bị va chạm đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện, chữa trị kịp thời. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 14 tháng 10, người dân ở khu vực ngã tư đường Trần Phú, Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ chứng kiến vụ việc chiếc ô tô màu trắng 7 chỗ mang biển kiểm soát 92A-29985 phóng nhanh trên đường Trần Phú. Khi ô tô đến gần ngã tư Trần Phú, Lý Thường Kiệt thì đâm vào phía sau xe máy và xe đạp của hai mẹ con đang đi sát lề bên phải, sau đó rời khỏi hiện trường. Vụ việc được camera của người dân ghi lại. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!